Rồi nghe em cắn một cái giòn rượu luôn á. Nhưng mà riêng Toàn thì Toàn lại thích ăn chua một tí, cho nên là Toàn để thêm mấy miếng khế lên nữa, ăn cho nó đã. Màu sắc, hương vị, rồi kể cả cái âm thanh nó cắn một cái rớp. Bánh phồng tôm là loại thực phẩm thường dùng để ăn nhẹ phổ biến ở các nước Đông Nam Á. Bánh đa chiên có độ giòn, xốp, thơm mùi hải sản. Tại Việt Nam, bánh phồng tôm được xem là đặc sản ở miền Tây, thường được bán dưới dạng chưa chiên. Trong đó, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp là nơi sản xuất bánh phồng tôm nhiều, nổi tiếng gần xa. Bánh phồng tôm ở Sa Đéc không chỉ tiêu thụ rộng rãi trong nước mà còn được xuất đi nhiều nước trên thế giới. Ngoài sử dụng trực tiếp sau khi chiên, bánh còn được kết hợp hài hòa, ăn cùng một số món ăn khác làm tăng thêm hương vị. Wow! Kiểu cháy luôn rồi, khói lửa lên quá chừng luôn. Cho khế vô luôn, cho khế vô. Tiếp tục công đoạn 2 nha. Mọi người có cảm nhận được cái mùi thơm gỗ tỏi cháy không? Cái toàn ở đây là còn đúng luôn miếng quá chừng luôn rồi đó. Rồi mình sẽ cho tép vào. Hồi nãy là coi như con tép này là vẫn chưa có ướp gì trơn nha mọi người. Tắt lửa để mình cho vị, nếu không nó sẽ khô con tép. Xem bánh làm kìa. Rồi. Mình sẽ đảo đều. Hay quá. Mình sẽ sóc. Nhưng mà nhớ là mọi người lắc không được thì đừng lắc nha. Lắc ra rồi. Lắc một phát là coi như là không còn con tép nào trong chảo luôn á. Rồi trong lúc mà anh Trương ảnh sắp xếp cái món này á, thì bạn sẽ di chuyển qua bên đây. Ăn món này là phải ra tay mới được nha mọi người. Đây, với cái bánh phồng hồi nãy, rồi xúc vô một miếng tép với lại một miếng khế như vậy. Rồi nghe em cắn một cái giòn rượu luôn á. Nhưng mà riêng Toàn thì Toàn lại thích ăn chua một tí, cho nên là Toàn để thêm mấy miếng khế lên nữa, ăn cho nó đã. Màu sắc, hương vị, rồi kể cả cái âm thanh nó cắn một cái rớp. Giòn, tép cũng, con tép nó cũng rất là giòn mà nó ngọt. Không cần phải chấm thêm cái gì nữa hết.